Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị em đã quay lại với kênh của em ha. Thì hôm nay em tiếp tục mai mai vàng vườn của chị Mai cho anh chị em mình giao lưu ha. Thì hôm nay quay gồm có bốn loại nha anh em. À, một loại đầu tiên là thọ hương giá là hai trăm rưỡi ngàn một cây nè. Thọ hương giá ba trăm rưỡi. Thủ đức giá sáu chục và thủ đức giá là một trăm một cây. Thì à, em sẽ quay báo chi tiết từng loại, từng kích thước cho anh chị em mình hết. Anh chị em mình coi clip mình thích cái cây nào, loại nào thì anh em mình liên hệ trực tiếp bên số điện thoại ở tên cái tiêu đề giùm em nha mỗi clip ở đây em quay là toàn bộ là của nhà vườn bán anh em mua nhà vườn nào thì anh em mình điện vô nhà vườn đó mỗi clip là mỗi một chủ khác nhau nên khi mà mua hàng anh em mình lưu số điện thoại hoặc là điện ai thì mình điện mình nhớ số điện thoại lại chứ không phải là một cái kênh của em đứng ra mua bán toàn bộ video nha anh em kênh em thì không có chuyên mua bán của em em không có bán nhưng mà em chuyên quay cho nhà vườn bán thì anh em mình có gì cứ liên hệ trực tiếp ngay nhà vườn để mình trao đổi được tư vấn hỗ trợ thêm giùm em rồi cây hôm nay á, thì nhà vườn bán giống như là dễ cho anh em mình ha giống như anh em mình mua cây ở trong đây gồm có bốn loại giá cả nó không có đồng nhau nhưng mà ở đây nhà vườn chia ra cho anh em mình là cái đơn hàng mà anh em mua bao nhiêu cây không cần biết ha ví dụ như cái loại 101 anh em mua ba cây là ba trăm ba thì trên ba trăm ngàn thì nhà vườn người ta sẽ gửi hàng cho anh em gửi hàng cho anh em không có bao ship nha còn cái đơn hàng nào mà anh em mình cộng tiền lại anh em mình mua cái đơn hàng trên năm trăm ngàn từ 500 ngàn đổ lên thì nhà vườn người ta sẽ bao ship cho anh chị em mình. ví dụ như thọ hương ở đây là 250 rưỡi ngàn một cây, thì hai cây nhà vườn người ta mới gửi hàng. ha còn một cây 250 rưỡi thì người ta chưa có gửi hàng. anh em bắt buộc phải mua thêm một cái cây dạo thủ đức nhỏ nữa là 60 000 ngàn hay gì đó để cộng lại được ba mốt thì người ta sẽ gửi hàng cho anh em mình ha. còn cái này riêng cái này là ví dụ như một à, cây người ta không gửi 250 rưỡi ngàn, một cây người ta không có gửi hàng. ha tại vì ở đây một là người ta bán giá nó đã mềm, cộng thêm cái tiền thùng nữa thì người ta sẽ lỗ. À, còn nếu mà bán ra một cây ba trăm rưỡi thì nó chạy ra thành nó mắc à, nên ở đây nhà vườn người ta chia ra như vậy dễ cho anh em mình dễ giao lưu và mỗi nhà vườn thì ta có một cái cách giao lưu khác nhau anh em mua loại nào anh em mình giao lưu với vườn đó thì cái kiểu đó ha à, ở đây thì 300 trăm ngàn người gửi hàng thấp nhất ba gửi hàng cao nhất 500 trăm ngàn gửi bao ship rồi thọ hương đầu tiên cho anh chị em mình ha cái lún này nó khoảng là 100 cây ha à, thọ hương còn rin không xuống lá còn nụ cây mạnh khỏe ghép gốc nhớt hai mùa ngoài liền cốt 100 phần trăm cây này khoảng 3 mùa chứ không phải hai mùa ha em nói hai mùa ngoài à, liền cốt 100 phần trăm khoảng 100 cây cây này rất là ngon luôn anh em ha, thật sự em em quay clip em ít khi nào khen lắm ha đa số tại vì em là nằm ở đứng em đứng một chỗ em quay cho tất cả các nhà vườn bán thì hầu như em muốn nhà vườn nào bán cũng ngon nên em ít khi nào mà khen cái lô nào lắm ha có những cái lô mà nào nó ngon quá giống như là trước da khen của lô của nhà Tấn Vinh có khoảng 300 cây thủ đức á thì cái lô đó đẹp thì em khen còn như hôm nay cái lô thủ đức là họ hương này giá tiền gửi mà cây em thấy cũng khá là ok để về cho anh em mình chơi ha thứ nhất là cây khỏe mạnh ghép liền cốt 100 phần trăm chột ghép đa số khoảng bằng ba ngón tay nhỏ của mình ha à, đây nó đều đều có những cái ngón này nó muốn lên tay cái luôn rồi anh em ha cây xoắn đường thân sửa rất là đẹp cái đường thân luôn để về cho anh em mình cắt đôn anh em thấy rõ ha xương cành còn ngon khỏe mạnh ha hàng này là hàng ghép gốc nhất quấn ghế uh, nha anh em tất cả các cây đều có quấn ghế ghế cũ trung bình đều đều khoảng ngón chân cái của mình đổ lên ha chiều cao thì khoảng 45 cho đến 50 cm rất là đều cây luôn được cái xương chính nó mập ha cái này thì về anh em mình sẽ cắt đôn cho nó ha anh em mình cái cây thọ riêng cái thọ hương này nè về anh em mình cứ lãi lá ra xong anh em mình cắt đôn bấm danh danh lại bỏ hết nụ rồi những cái cành nhánh như vậy nè anh em mình có thể là cặp dây vô anh em mình chỉnh sửa nó luôn ha những cái nhánh này anh em mình chỉnh sửa luôn cũng được ha chỉnh sửa thì cây của mình cắt đôn sẽ không có lên ngon nhưng mà anh em mình muốn cho nó đẹp ngon đó, thì anh em mình cứ cặp cũng dây vô anh em mình kéo nó hơi nhẹ vậy thôi ví dụ như cái chánh này đây phải không anh em kéo nhẹ nó xuống một tí rồi khi nào mà nó lên tược già cơi khoảng hai cơi đọt ngon lành rồi đó anh em mình sẽ hồi đó anh em mới lượng nó ha rồi, lô này khoảng 100 cây nha anh em. Ha, bông thọ hương rất là chuẩn cho anh em mình luôn ha. Số lượng thì 100 cây, 250 000 một cây. Đây, cốt ghép anh em thấy không? Cốt ghép rất là chuẩn, dựng đọt rất là chuẩn để về cho anh em mình cắt đôn chơi lâu dài được nha. Lô này là đầu tiên nha anh em. Bây giờ em sẽ qua lô quay lô Thủ Đức giá sáu 160 .000, 000 cho anh em mình ha. Rồi tiếp theo cái lô thứ hai cho anh chị em mình ha là dạo thủ đức giá là 60.000 một cây số lượng thì khoảng bốn năm trăm cây ha cái hàng như vậy thì ở đây cũng chưa có lãi lá chưa có chơi tết ha nụ lá còn nguyên si cho anh chị em mình hết cây khỏe mạnh ha cây già mà giá 60.000 thì nói chung là mình chơi vô tư ha cái hàng này về anh em mình vẫn là cắt đôn và thay chậu giùm em nha anh em cây tên đây ha về anh em mình bấm tỉa gọn theo ý thích của anh em mình xong anh em mình lãi lá lãi nụ bỏ ha còn cái cách mà cắt tỉa như thế nào thì em đã chia sẻ trên kênh rồi anh em mình có thể là coi bật lại những clip đó anh em mình xem ha còn cây hiện tại ở đây là nằm chậu C6 về anh em mình sẽ rút cái chậu C6 này ra anh em mình bỏ phân tầm khoảng là 30 cho đến 40 phần trăm phân cũ dòng gìa phân trên mặt phân dưới đích xong anh em mình đặt qua chậu C7 anh em mình nuôi cũng vẫn được ha tại vì cây này cái cốt cũng khá là to rồi cây này thì cũng là một mùa ngoài rồi ha cốt liền 100 phần trăm dựng đọt rất là đẹp làm kỹ ha cây đựng cái là dựng đọt làm kỹ và cây ở đây thì đều quấn gậy cũ như thế này cho anh chị em mình hết quấn 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 gậy cũ nè lò xo nè bí bọng khí gì đó em không cần biết nhưng mà em báo cho anh em mình trung bình đều đều khoảng bự hơn tay cái cho đến ngón chân cái của mình cây thì được cái là dựng lọt rất là đẹp ha cái nào khen đẹp thì đẹp khen khen nha anh em không phải là cái nào cũng khen ha với cái giá trị của cây nó chỉ có 60 ngàn thôi mà được một cái cây như vậy thì rất là ok để cho anh em mình chơi anh em thấy rõ ràng ha 60 ngàn thường thường 60 ngàn á là nó chỉ bằng một cái nhánh như vậy thôi Ha, ta mới ghép cái nhánh nó nhỏ như vậy thôi mà còn cái này người ta đã dựng đọt và được một năm tuổi nếu mà cái hàng cây mà một một năm tuổi ngoài tại vì hôm nay là mình qua tết rồi đáng lẽ mình cắt đun là gọi nó cũng tầm khoảng 14 tháng rồi nè còn này là cứng một năm ha, thường thường cái cây mà một năm tuổi thì bán tầm khoảng 80 000 ngàn nhưng mà ở đây ta bán cho anh em mình có 60 000 ngàn thôi thì em thấy cái giá rất là ok và được cái cây nó sạch sẽ ha, chiều cao của ba cây trung bình 40 cm, ghép gốc nhất quấn rễ cũ liền cốt hầu như là 90 đến 100%, sắn thân đẹp, và dạ hữu đức củ của cây bằng ngón tay cái đến ngón chân cái của mình ha. Giá là 60 000 một cây. Vẫn là 3 300 000 thì mình sẽ được gửi hàng ha. 6530 là 5 cây thì sẽ gửi hàng không bao ship. Còn cái đơn hàng mà trên 500 000 đổ lên thì nhà vườn người ta sẽ bao ship cho anh chị em mình nha. Cái lô này là cái lô thứ hai nha anh em. Bây giờ thì mình em mình sẽ về với à, bên kia quay thêm một cái lô thọ hương 350 rưỡi và một lô thủ đức 110 000 ha. Rồi, tiếp theo là một cái lô thủ đức cái hàng nhỏ tước hết em. Ở đây thì giá là 101 một cây. Cây vẫn là hàng ghép gốc nhất ha. Cây này thì khoảng 2 năm tuổi kép cái này cũng khoảng 17 18 tháng nha anh em. Cây này cũng dựng đọt rất là đẹp, hàng làm kỹ cho anh em mình ha. Cái lô này thì được cái là quấn ghế cũ bự hơn cái lô hồi nãy 60 000 ha. Cái lô này thì quấn ghế cũ trung bình đều đều khoảng ngón chân cái. Cái lô này thì em thấy nó đa số nó quấn cái ghế cũ vậy nè anh em. Cũ cũng khá là to, em thấy cũ to như thế này ha cây này thì có quấn rễ cái cây kia nó có 60 ngàn cây này hiện trăm mốt cây này thì nó đẹp gấp đôi cây kia ha thì anh em mình tùy theo kinh tế anh em phái cây nào thì anh em mình lấy cây đó thôi cái cây, cây nhỏ kia nói chung là em thấy nó cũng ngon ha. còn cái cây này hiện trăm mốt nha anh em cây này thì chiều cao trung bình cũng đều đều khoảng 40 cm ha cũng là đang nằm chậu c 6 cho anh chị em mình luôn cây này thì được cái là cái xương xương tàn á nó có xương nhánh ha. nó khác biệt với cái kia là nó có xương nhánh và quấn rễ cũ ha củ của lô này nó bự hơn cái kia cái kia là trung bình á à, 60 ngàn đó là bằng ngón tay cái cho đến ngón chân cái còn cái lô này là từ ngón chân cái đổ lên ha cái này là giống như cái loại nhất còn kia loại nhì vậy thôi đây chiều cao trung bình của nó là 40 cm xương cành có điều ha xương cành nó được cái xương cành nhiều hơn cái lô kia cũ nè cũ cũng đẹp hơn Nói chung là nó đẹp muốn gấp đôi giá tiền thì nó phải đẹp hơn rồi thôi nha anh em lô này là 101 một cây ha cũng vẫn là 300.000 gửi hàng và 500k đổ lên thì mình sẽ được bao ship ha rồi bây giờ là em quay qua cái lô thọ hương giá là 350 ngàn một cây cho anh chị em mình ha Một cây vẫn là gửi hàng Đây ha chỉ riêng có cái lô thọ hương lớn này ha Là giá là 350 ngàn một cây Thì một cây nhà vườn người ta cũng sẽ bao ship cho anh chị em mình luôn Đối với cái hàng này ha Cây này thì nói chung là ghế gốc đầu nó rất là to ha Cây này là cây phôi mai vàng ghép cúc thọ hương Cái chột ghép này cũng khoảng là cứng khoảng 17-18 tháng mới được cái chột như vậy ha anh em cái này thì nhà vườn người ta bán là một cây 350 ngàn Bao luôn phí ship cho anh em Thì tiền thùng ở đây chắc cũng khoảng 20 ngàn tiền thùng nè Nếu mà thùng cũ được có thùng cũ thì được 20 ngàn à, Phí ship cũng khoảng 4 50 ngàn nữa Thì chạy ra nó cũng còn có hai trăm mấy rồi Cái giá này cũng rất là dễ chịu cho anh em mình ha Cây thì hiện tại đang nằm chậu C7 nha anh em Cái này về anh em mình sang qua chậu C8 Hoặc là chậu 2 tất 2 xi măng dùm em ha Còn không nữa anh em mình có chậu xi măng đẹp á Thì anh em mình sang qua chậu xi măng đẹp luôn Chậu gốm đẹp á Mình sang qua luôn ha đo, đo hoành à, đo trung bình hoành đi hoành eo trung bình là 10 ha ở đây em nhìn trong cái đám ở đây cũng rất là điều Hình báo cho anh em mình trung bình nó cũng phải là 9 10 11 đi ha cũ ba mấy đo mấy là ba mấy đo để à, xem cũ là 31 ha ở đây cũng báo trung bình cho anh em mình cũ tầm khoảng 27 đến 33 nha anh em có mỗi cây nó có một cái nét đẹp riêng nha chiều cao là như vậy chiều cao là khoảng 70 75 ha 70 đầu lấy lấy ba bốn cây sắp sắp lên đây rồi. Cũ nó rất là đều với nhau ha. Đây anh em thấy không? Nguyên một cái clip nó rất là đều luôn. Đây em để lên đây ba cây quay cho anh em mình trước ha. Ở đây nè, cái quành ngay chỗ cái cổ eo của mình ở đây á là trung bình nó 9 10 11 ha, còn quành cũ ở dưới đây là trung bình từ 27 cho đến 33 tại vì mình đo ngay cái cây này là nó 31 thì em lấy trung bình em thấy có một số cây bự hơn và một số cây ghế nó bóp lại á. giống như những cái cây này mình đo hoành cái cây này mình đo hoành á, thì nó thì nó hoành đế nó đâu có bằng mấy cây kia được ha nhưng mà nó được cái củ tròn ha nó trung bình nó đều đều với nhau ở đây thì nhà vườn người ta bán số lượng sỉ đều với nhau số lượng thì khoảng 100 cây ha anh em mình có lấy số lượng nhiều thì mình cứ liên hệ trực tiếp bên nhà vườn của chị Mai giùm em đây, nguyên cái lô này, này thấy không? Đó, củ nó rất là đều với nhau luôn ha giá là ba trăm rưỡi ngàn một cây bao ship cho anh chị em mình nữa thì tỉnh uh, tiền thùng tiền ship thì nó chạy ra chắc còn khoảng hai trăm bảy hai trăm tám ngàn một cây ha này hai lô giống như cái lô kia thì hai trăm gửi một cây một cặp 500 mấy bao ship thì nó chẳng chạy ra là hai trăm gửi một cây trọn gói còn cái này mà ta ba ba trăm gửi một cây thì ta bao ship cho anh em rồi còn hai trăm bảy trăm tám ha hai loại này nói chung là cũng ngang ngang giá với nhau cái loại kia thì nó gần 3 năm tuổi ha ghép gốc nhớ gần 3 năm tuổi còn cái loại này thì nó ghép gốc vườn nó tầm khoảng 18 19 tháng tuổi thôi ha, mỗi cây nó có một cái hay ha anh em. Thì anh em phái loại gốc vườn thì lấy gốc vườn, phái loại gốc nhớt thì anh em mình lấy loại gốc nhớt ha. Rồi mọi chi tiết thì anh em mình liên hệ trực tiếp bên nhà vườn của chị Mai giùm em ha. Cảm ơn cô chú anh chị em mình thêm một lần nữa rất là nhiều.